Vâng, chào mừng các bác và anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số trong buổi chiều của ngày hôm nay 20 tháng 5 năm 2020. Anh em chúng em rất hân hạnh được ghép một cấu hình cao kê cho chị Thủy Đông Anh gồm 6 thiết bị và tổng trị giá là 26 triệu 400 nghìn đồng. Xin phép được giới thiệu lần lượt cho các bác và anh em cùng tham khảo cấu hình cao kê của chị Thủy ngày hôm nay nhé. Đầu tiên phải kể tới một đô la JBL G300 với kích thước là dạng loa cây đứng, 8 loa một thùng, 2 bát 25, 2 trung và 4 loa chép. Lắng lên. Áo cho anh nghe căng. Tiếp theo là một cục đẩy D500 mang thương hiệu của Mỹ WeWood, 2 kênh các bạn nhé, 2 kênh, mỗi một kênh 1000W, công suất đánh ra rất là chất âm đánh rất là tươi sáng sạch sẽ, một bên thôi. Tiếp theo là một chiếc vang KM9FX đời mới nhất của năm 2020, KM9FX. Đây là một trong những dòng vang số chỉ tay và hội tụ đầy đủ những công nghệ hiện đại mới nhất hiện nay, Bluetooth cổng quang, đầu đọc USB vân vân, echo và reverb rất là mượt mà ngọt ngào. Tiếp theo là một chiếc lưng cứng CB600 của Studio Acoustic hàng chính hãng, cho cái chất âm nó tách bạch, sắc sảo và đồng thời nó nâng cả tiếng hát của chúng ta nó bay bổng nhẹ nhàng hơn. Tiếp theo nữa một bộ trong một cao kê của chị Thủy ngày hôm nay, đó là một cục trầm mang thương hiệu của JBL, model là 260P. Phiên bản em mới giới thiệu trên kênh YouTube cách đây không lâu ạ. Đây là sử dụng bát 30, con cao su bát đánh rất chắc lực và với kiểu dáng kích thước cũng rất là khá là nhỏ gọn, công suất là lên tới 500W, đánh rất là uy lực mạnh mẽ. Và cuối cùng trong bộ cao kê ngày hôm nay, đó là một cặp mic NS69 cũng hàng thương hiệu chính hãng của Mỹ. Các bạn anh em có thể thấy được đây nào, một trong dòng mic anh giới thiệu rất là nhiều và ghép rất nhiều cấu hình cao kê giá bình dân. Và để cho các bác anh em thể cảm nhận chất âm nó trung thực và được sống động hơn thì vui lòng ngồi các bác anh em ngồi xuống đeo tai phone thưởng thức một đoạn nhạc, một đoạn karaoke em sẽ nghêu ngao để cho các bác anh em cùng thưởng thức. Trước khi bắt đầu thì các bạn anh em nhớ cho một cái like nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh nhớ bấm đăng ký kênh bên phải này, sau đó bấm nút chuông để nhận được những thông báo. Cảm ơn các bạn. Có mùa xuân không em, rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì không về chắc anh buồn biết mấy, dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm này. Mọi chi tiết về những cấu hình cao kê giá rẻ bình dân thì các bác và anh em vui lòng liên hệ theo buồn biết mấy, dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm này.
xin thay mặt cho anh em tôi rất là cảm ơn chị Thủy ở Đông Anh đã ủng hộ cho em một cà phê ngày hôm nay. Và mọi chi tiết về những gói cà phê giá rẻ bình dân, các bác và anh em vui lòng liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình. Xin chào, hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video clip tiếp theo.